Quý vị đang đến với chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Hãy cùng chào đón người dẫn chương trình MC Tuấn Tú. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Chương trình phát sóng hàng tuần ở trên kênh VTV3 vào lúc 21 giờ 15 phút. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi là chương trình kết hợp giữa những câu trả lời hóc búa về rất nhiều những lĩnh vực của cuộc sống như là văn hóa, xã hội, nghệ thuật, thể dục, thể thao, vân vân. Kèm vào đó là những trò chơi vận động đầy tính hấp dẫn và độc đáo của chương trình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ngay với 4 người chơi sẽ có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu diễn viên Hữu Đăng và diễn viên Ngọc Hoa. Rất là tươi đúng không ạ? Xin được giới thiệu diễn viên Hoàng Phi và diễn viên Lê Nam. Chạy quá vậy? Chạy bớt. Hey. Trời ơi, Hoàng Phi ơi, mình ra đây là mình thi cuộc thi game show mà đâu phải là thi võ đâu. Em sợ hai bên đó lắm anh, cho nên ra là phải chớp trước. Hey. Nhưng đâu ngờ là bên đây mới sợ bên đây. Dạ. Ghê quá. Không phải, đáng lẽ ra bình thường rồi mà tại vì anh giới thiệu là diễn viên hài nên là ra phải hài. Phải hài luôn à, mà hài bằng cách đánh võ đúng không? Đánh võ. Vâng, xin được cảm ơn những người chơi đã đến với chương trình này và hy vọng là chúng ta sẽ có một cuộc chơi thật là vui. Ngọc Hoa, tôi thấy là bạn có một khả năng hài rất là hay, bạn trưởng thành từ những cái cuộc thi hài đúng không? Dạ đúng ạ. Bạn có mong muốn là mình có những cái vai kép chính không? Dạ, thì em cũng có mơ một ngày nào đó mình. Thôi đừng mơ chứ. Anh phải cho em ước mơ một hôm nào đó em được đóng kiểu là đào đẹp đồ này nọ chứ. Thử đi xem nào. Hôm nay em mặc một chiếc áo xinh đẹp. Ủa đạo diễn đâu xin bỏ dai được không? Bỏ dai được không? Đâu xin bỏ dai được không? Nè em, anh kỳ quá à, nghĩa là lâu lâu em cho anh đẹp một cái. Anh khiều em để em tỉnh. Ủa, lại em anh. Phải tỉnh lại. Lúc em nghĩ tới dai đẹp là em đã hài rồi Hoa. Nhưng mà vậy là ba anh không chấp nhận em đẹp đúng không? Đối với tụi anh như vậy gọi là đẹp rồi. Bây giờ mà mình còn tranh cãi về cái sắc đẹp của Ngọc Hoa thì chắc là đến mai mất cũng không sao, không thể nào bắt đầu game show được. Cảm ơn Ngọc Hoa và hy vọng ngày nào đấy mình sẽ được đạt được ước mơ đóng đào đẹp nhé. Dạ. Còn bây giờ thì đến Hữu Đăng, lý do vì sao mà dạo này lại cạo đầu chọc như thế này? Vào phim mới hay là thế nào? Dạ thì khi mà em thực hiện cái đầu này thì vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay. À vì sao? Và cái game show này là cái game show đầu tiên em để cái đầu này em đi. Đó giờ em đi quay game show em đều đội tóc giả hết. Mặc dù tóc em nó vẫn có, nhưng mà ngày hôm nay quyết định cạo bởi vì em muốn sống thật cho chính mình. Nhưng tôi thấy cái đầu này rất là hợp với Hữu Đăng và bạn trông rất là đẹp trai, chất. Còn anh Lê Nam, tôi xin hỏi anh Lê Nam một chút là mình cũng đã hoạt động lâu năm ở trong nghề rồi. Anh có muốn lấn sân sang những lĩnh vực khác không? Cái nghệ thuật thứ bảy là một cái trong tim anh rồi. Rồi. Thì nếu anh có phóng ra thì anh ước mơ anh sẽ làm Mô đồ. Cho. Đừng anh. Cái đấy thì mình hơi quá tuổi rồi. Quá tuổi rồi. Anh em sao mình dùng từ quá tuổi. Không, vì anh em mình là mình phải hiểu là cái hình thể của mình bây giờ để quay trở lại 6 múi model bây giờ rất là khó. Bây giờ nó nhũng hết trơn rồi anh. Model là người mẫu đấy. Đúng rồi, model đó. Thôi đi, một bụng như vậy mà cái đòi là model. Anh ước mơ anh trở lại công việc của anh thôi. Ước mơ trở lại công việc thôi luôn. Không ước nữa. Chứ ước là bị chặt quá. Vâng, đến với cuộc thi này, cao thủ đối đầu tranh thủ thì anh thuộc nhóm nào? Anh là thuộc nhóm là cao thủ. Cảm ơn anh Lê Nam rất nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một đại diện của tranh thủ. Hôm nay tôi thấy ăn mặc cái kiểu này tôi còn nghĩ là bạn đang chuyển sang thêm một ngành nghề mới, đó là rap hay là hip hop hay là cái gì. Trời hay quá. Thực ra là cái nghề em đang làm nó đã bao gồm hết tất cả những công việc đó rồi. Khi mà làm một diễn viên là chúng ta có thể thay đổi hình dáng, thay đổi công việc, thay đổi cảm xúc. Em nghĩ là em chỉ cần cái nghề này thôi là đủ để trải nghiệm tất cả những ngành nghề khác. Tự nhiên em mình nhục quá vậy. Bình thường em chơi game show em rất là nhã nhặn, em ít có muốn mà giành giật điểm số như em. Không, năm nay phải là một năm thay đổi. Được. Và em quyết định chọn chương trình thì em không nằm ở vế cao thủ, không nằm ở vế tranh thủ luôn. Em nằm ở khúc đối đầu. Hôm nay là không có nhường nhịn gì rồi nhá. Với cái tuyên bố của Hoàng Phi khi đến với chương trình này thì hôm nay chúng ta hoàn toàn là đối thủ của nhau. Vâng, rất là cảm ơn cả 4 người chơi đã đến với chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Còn bây giờ chúng ta sẽ dành tặng một chương trình một câu slogan với một hình ảnh thật là chất nào. Xin mời Ngọc Hoa.
Đi đâu trời ơi, chưa nghỉ. Trời ơi, tôi... Thôi vậy thôi, đến đi đầu cho ha. Cái lúc cười tôi đã nghĩ là chắc là tạo hình ảnh chất bằng cách cười đấy. Hóa ra là chưa đúng không Hoa? Thôi anh cho em đi cuối đi. Thôi được rồi, bây giờ thì xin mời Đằng nhá. Dạ, em xin phép hai anh em làm trước okay, nha. Ok, làm trước em. Em... Cái gì vậy? Cái gì? Trời ơi, bạn đang lấy hơi hết rồi. À, đang lấy hơi hả? Lấy hơi. Đâu trọng? Chơi không cọc. Hay quá. Rồi. Hay quá vậy. Nam. Hay vậy ta. Đầu chọc rồi giờ mình đã... thôi, chẳng thôi. Chơi không thắng. Không được. Thôi mình đừng theo cái tứ đấy nữa đi. Kỳ đó. Nào, chưa trắng lắm đâu. Xin mời anh Lê Nam. Áo đen. Chơi nhỏ nhen. Chơi cái gì mà nhỏ nhen vậy trời. Tranh thủ luôn á. Đại diện của tranh thủ đây rồi. Xin mời Hoàng Phi. Chỉ có đối đầu mới biết tôi là cao thủ hay tranh thủ. Hay quá. Tới Hoa. Xin mời Hoa. Cái gì vậy? Cái gì nhấp hoài vậy? Trời. Lê Hời, Lê Hời. Ngọc Hoa, không ba Hoa. Đổ tay đi nè. Để em đổ tay cho anh đó. Hay quá. Tôi thấy cái nhóm này tôi có hình dung là đây như là một cái bộ phim Tây Du Ký vậy. Trời ơi, đôi đường tăng ở đây. Không, Vũ. Em là công chúa, đừng có chát vô. Hồi nãy tụi em có chia rồi. Đây đường tăng nè, đây Trương Bát Giới. Đây Ngộ Không, đây xe tăng. Sư phụ đâu? Sư phụ đây này. Trời, cái đầu này ổn quá trời. Thôi, nào. À, người ta phân vai gì ở trong vở kịch thì mình nên nhận vai đấy, không có vấn đề gì cả. Miễn là sao mình hoàn thành tốt vai diễn của mình. Xin được cảm ơn những người chơi đã đến với chương trình này và hy vọng là chúng ta sẽ thật vui với nhau, được không ạ? Còn bây giờ thì quý vị khán giả ơi, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho những người chơi của chúng tôi ạ. Những người chơi của chúng ta sẽ phải trải qua 7 vòng thi theo thời gian quy định của chương trình. Người chơi sẽ trải qua 7 vòng thử thách với độ khó tăng dần. Người có số điểm thấp nhất ở 4 vòng sẽ ra về với giải thưởng 2 triệu đồng. Người có số điểm thấp nhất ở 5 vòng sẽ ra về với giải thưởng 4 triệu đồng. Người có số điểm thấp nhất ở 6 vòng sẽ ra về với giải thưởng 6 triệu đồng. Người có số điểm cao nhất sẽ được vào vòng 7 với giải thưởng 10 triệu đồng. Và có cơ hội nhận được giải thưởng 20 triệu đồng nếu trả lời đúng 7 câu hỏi của chương trình. Thẻ hồi sinh. Ở vòng 4, 5, 6, người có số điểm thấp nhất sẽ chơi trò chơi và có cơ hội lội ngược dòng nếu bốc thăm trúng thẻ hồi sinh của chương trình. Để đến với vòng thi thứ 4 ấy, với bốn thầy trò đường tăng này thì tôi không muốn chia tay ai cả. Đã thỉnh kinh thì phải đến tận nơi, đúng không ạ? Cho nên chương trình của chúng tôi sẽ có một cái này gọi là cái màn cứu trợ của chương trình. Vâng, đây chính là trên tay tôi có bốn chiếc phong bì ở đây. Trong bốn chiếc phong bì này sẽ có một thẻ hồi sinh. Thẻ hồi sinh này sẽ giúp cho người chơi của chúng ta có thể lật ngược thế cờ và sẽ được tham gia một mini game trực tiếp với người chơi có số điểm cao hơn mình. Nếu như ai chiến thắng sẽ có mặt ở vòng trong và người kia sẽ bị loại. Vâng, thẻ hồi sinh rất là quyền lực đấy ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bốc thăm thẻ hồi sinh này. Đường tăng trước đi, xin mời. Xin. Đây, chứ bất giới này là vai chính đấy. Rồi, Mai Ngọc Hoa. Xin mời anh Lê Nam. Em chọn chơi nào ta. Em chọn. Ở vòng 4, vòng 5 và vòng 6, khi chúng ta rơi vào vòng nguy hiểm thì chúng ta sẽ có quyền mở ra xem nó có được hồi sinh hay không. Chính vậy, thẻ hồi sinh này sẽ luôn luôn nằm ở trên bàn của các bạn. Được chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ được bắt đầu. Vâng, trước khi đến với vòng 1 của chương trình thì chương trình sẽ có một mini game để dành cho các bạn để chúng ta có những điểm số đầu tiên gọi là vui vẻ đấy, đúng không ạ? Ai chiến thắng ở mini game này sẽ có được 5 điểm của chương trình. Cho nên các bạn hãy cố gắng lên. Bởi vì tính chất căng thẳng ở cuộc chơi này tôi đã nhìn thấy ngay từ đầu. Không ai là bạn bè hết. Ở đây chỉ có đối thủ mà thôi. Chính vì vậy chúng ta sẽ cùng đến ngay với mini game đầu tiên của chương trình. Xin mời đạo cụ. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với trò chơi vịt ăn mì. Tại sao là vịt? Bởi vì chúng ta có những cái chiếc mỏ vịt màu vàng ở đây ạ. Vâng. Và nhiệm vụ của người chơi ta phải đeo chiếc mỏ vịt này vào và ăn mì. Sao cho cái mỏ vịt này không bẩn. Nếu như bẩn thì sẽ thua cuộc. Vâng, bây giờ thì xin mời những người chơi của chúng ta sẽ cùng đeo mỏ vịt lên.
Wow, bốn chú vịt rất là đẹp. Bốn chú vịt rất là đẹp. Và bây giờ thì các chú vịt này sẽ phải ăn đĩa mì này sao cho không bẩn nhất. Và đặc biệt là tôi xin nhắc là chúng ta phải ăn hết đĩa mì này với thời gian nhanh nhất là 1 phút 30 giây. Bây giờ thì còn có ai có thắc mắc gì nữa không về luật của trò chơi này không? Dạ. Dạ. Không đúng không? Dạ. Dạ. Và bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng chưa nào? Dạ sẵn sàng. Ủa khó ăn lắm không ạ? 3, 2, 1, bắt đầu. Xin mời. Cố gắng há miệng to ra. Há miệng to ra. Vâng, càng há to bao nhiêu thì càng tốt. Không thấy cái gì ăn. Đúng rồi, phải cố gắng nhìn đi. Căn phải căn vào, đúng rồi. Rồi, thả vào đi. Từ từ đưa vào, 1 phút 30 giây. Wow, Hoàng Phi ăn theo kiểu gì đây? Trời. Ăn một miếng to đùng. Anh Nam, mà anh có thể chỉnh lại một chút. Đấy, dùng tay chỉnh lại đi. Cố gắng lên. Ăn nhanh không quan trọng bằng việc là phải ăn sạch. Wow, Ngọc Hoa đang sử dụng hết các kỹ năng dùng đũa của mình. Như Đằng cũng đang ăn rất là tốt, nhưng mà hơi be bét. Đằng ơi, tôi thấy là mì văng lung tung rồi. Wow, Hoàng Phi bây giờ là lùa cả đĩa luôn. Hay quá. Hoàng Phi đã kết thúc trò chơi này, tiếp tục vẫn còn thời gian 30 giây. Trời ơi, khó ăn chết anh em ấy hả? Chịp. Bằng mọi cách là phải ăn hết. Trời ơi. Anh Nam bỏ hết mì vô cái miệng đó luôn. Mà sao mà nhai từ từ sao? Cố gắng lên. 15. Hả? 5. 4. 3. 2. 1. Hết giờ. Dừng lại. Trời ơi. Bé kia nó cười miệng lắm kìa. Cho nó sạch sẽ. Bạn không được dùng giấy ăn để lau cái miệng. Không, em định chui trong cái miệng, tại vì cái miệng của em nó còn dưới một cái miệng. Mời các bạn tháo cái mỏ vịt ra. Hôm nay thì Hoàng Phi thể hiện ăn thật là tốc độ. Ủa sao mì trong cái đó còn nhiều vậy? Cứ để đấy, bây giờ Hoàng Phi cứ để vào đây. Rồi, bây giờ mình chơi trò khác được không? Tại vì anh không có cái cầm. Có cái cầm. Thí dụ ta có cái cầm ta dính này ta đỡ được nè, còn không có cầm nó trượt rồi sao mà ăn được. Thôi anh nói cũng đúng, em đâu có cái mũi đâu, tẹo mới được anh ạ. Ai cũng có những cái khó riêng mình phải khắc phục thôi, không có cách nào khác cả. Bây giờ thì tôi sẽ đi tôi xem của từng người một. Chúng ta ưu tiên là độ sạch sẽ trước nhá. Bây giờ chúng ta xem của Ngọc Hoa. Wow, Ngọc Hoa cũng tương đối bẩn đấy. Cũng dính trên, dính dưới, đúng dính đủ mọi thứ. Và đĩa mì thì còn rất là nhiều. Rồi, Hữu Đằng. Tôi xem. Hữu Đằng. Ôi trời ơi, mì vẫn còn rất ở trong này, quá nhiều. Quá dơ kìa. Đây, còn của Hoàng Phi. Thằng mẹ cái mỏ luôn mà. Cũng vẫn hơi bẩn cả trên cả dưới, có cả viền đây này. Đấy, cũng dính tương đối đấy. Rồi, còn của anh Lê Nam. Nước sạch bây giờ anh đâu có ăn đâu. Sạch hơn một chút, ở đây cũng bị dấm mùi dính một chút này. Không ăn mà vẫn bị dơ đó. Năng khiếu đó anh. Anh không có cái cầm. Năng khiếu đó anh. Hiếm mà làm được vậy lắm. Đi thi mà về phản ứng là tôi không có ê càm. Tôi gần như tôi thấy là đĩa của anh Lê Nam là còn nguyên mà. Và tại sao mà vẫn có thể dơ được như thế? Thật là khó. Nhưng mà anh Lê Nam vẫn làm được, vì anh thích làm điều khó. Và bây giờ thì tôi xin được tổng kết. Hoàng Phi đã là người chiến thắng. Xin được chúc mừng Hoàng Phi. Vâng. Bây giờ xong mình ăn miếng.
Ít nhất thì bạn ấy cũng đã nhai hết được đĩa mì, và đặc biệt là nó cũng không quá bẩn. Còn về độ dơ nhất, bẩn nhất ở trong cái chiếc mỏ vịt này thì phải nói đến là Hữu Đẳng. Mình đã dơ mà, có ai dơ bằng mình. Ở mini game đầu tiên này của chương trình thì anh Lê Nam ơi, mình đang tổng kết điểm đấy. Anh ngon. Giờ này mình có thể ngừng ăn một chút được không? Ngon quá. Anh đóng vai Sa Tăng chứ anh đâu có đóng vai Chư Bát Giới đâu. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho Hoàng Phi đã là người chiến thắng đầu tiên ngày hôm nay. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Vâng, và đây là vòng thi đầu tiên. Vòng thi này có tên là Tranh Thủ Khởi Động. Ở vòng thi này thì những người chơi của chúng ta sẽ phải trải qua một trò chơi đúng hay là sai. Chúng tôi sẽ có một vạch kẻ ở giữa để phân định giữa đúng và sai. Tôi sẽ đọc câu hỏi, tôi sẽ đọc ra những đáp án của chương trình. Nếu đáp án nào các bạn nghĩ là đúng thì các bạn sẽ nhảy lên ô đúng. Còn nếu nghĩ là sai thì chúng ta sẽ nhảy ngược về ô sai. Không đưa ra câu trả lời nào cả thì chắc chắn là các bạn sẽ bị ăn một cái búa. Ăn một cái búa? Tí nữa tôi sẽ cho các bạn xem cái búa của tôi nó to đến mức độ nào, sẽ có thể đánh bay các bạn ra khỏi cái vòng chơi đó, được không ạ? Chúng ta sẽ có 3 câu hỏi ở vòng thi này. Ai chiến thắng là người cuối cùng còn sót lại sẽ được 5 điểm. Bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng đến với vòng thi này chưa? Sẵn sàng rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu đến với vòng thi đầu tiên, Tranh Thủ Khởi Động. Xin mời đạo cụ. Như lúc nãy thì tôi có nói rằng cái búa quyền lực của tôi và bây giờ nó đã xuất hiện. Bạn thấy nó to chưa? Sợ quá. Và khi mà đánh vào thì nó sẽ kêu. Trời, nghe mà đau lòng thế. Biết không ta? Vâng, và chiếc búa này sẽ loại người chơi đó ra khỏi cái câu hỏi mà các bạn đã trả lời sai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với Tranh Thủ Khởi Động. Câu hỏi 1. Trong những con dưới đây, con nào thở bằng phổi như thú trên cạn? Như thú trên cạn. Thở bằng phổi như thú trên cạn nhá. Rái cá biển. Mấy đứa ơi. Dừng lại. Anh đã từng học con rái cá biển rất kỹ rồi. Chắc không? Không giống con người đâu. Nhưng mà anh chắc không? Chắc. Rồi anh ra. Chắc ghê á. Anh đã từng học con rái cá biển rất kỹ rồi. Ủa sao kỳ vậy? Có đi học thật sự chưa? Con rái cá biển thở bằng phổi. Anh tưởng thở bằng mang chứ. Con rái tai mới thở bằng mang. Thôi mời anh ra khỏi cái vòng này đi ạ. Vâng, xin mời anh Lê Nam ra ngoài. Anh thua luôn rồi. Anh đã thua rồi. Ủa thua hả? Thua luôn rồi. Tiếp tục này. Nào nhanh nào. Báo biển. Gì? Báo biển gì? Báo biển hả? Báo biển. Thôi không là biết con đó. Là con gì? Cá chép. Hai ba bạn đứng lên đây. Báo biển là bạn nhảy rồi đúng không? Chưa rồi. Báo biển nhảy rồi. Báo biển nhảy. Chân đã đi rồi thì không thể rút lại được. Mời bạn ra ngoài làm bạn với anh Lê Nam. Xin mời. Báo biển là con gì? Nào, tiếp tục. Cá chép. Ủa? Dơ vậy? Dơ dơ. Rồi, dừng lại. Cá chép. Dơ nhau ơi. Đúng rồi, có màng. Tôi đưa cho bạn tự đánh vào người mình và đi ra đi. Rồi, lùi ra. Mời bạn ra. Ở đây không ai là bạn nữa. Chúng ta chỉ có đối thủ mà thôi. Bạn nhìn anh Hoàng Phi đây này. Nhảy rất là nhanh và còn nhảy kiểu thủ đoạn nữa. Giả vờ diêu một bước bắt đầu nhảy. Không có thủ đoạn, cái đó em nhảy bị hụt chân. Không sao, nhưng mà Hoàng Phi đã là người có mặt cuối cùng ở trong câu hỏi thứ nhất này. Và Hoàng Phi đã được 5 điểm. Chúc mừng Hoàng Phi. Hay quá. Tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xếp lại đội hình để đến với câu hỏi 2 của chương trình. Nhìn câu hỏi 2, các bạn nghe rõ nhá. Trong những từ sau đây, từ nào chỉ một loài hoa? Hoa mắt. Hoa mắt. Hoa. Hoa mai. Hoa mai. Hoa tay. Hoa tay. Cái gì? Hoa tay. Hoa tay. Hoa tay. Hoa cải.
Hoa cải. Hoa sen. Cái gì không nghe? Hoa hậu. Hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc. Xe chính tâm lý. Ba hoa. Hoa. Dừng lại. Rồi, ba hoa mà lại đúng. Ba hoa là ba bông hoa đó chứ. Là ba bông hoa. Trời ơi. Anh cố tình xa đúng không? Để được làm cái miếng này ba bông hoa đúng không? Không biết. Nào, anh bây giờ nhá. Tôi nói này, ở trong trò chơi này chúng ta bớt cái tính tranh thủ đi. Cứ nghe theo nhau nhiều là không đúng đâu. Cho nên phải có lập trường riêng của mình nhá. Dạ. Xe hoa. Hoa ban. Ban là gì vậy? Hoa điểm 10. Hoa. Hoa bưởi. Nước hoa. Cười người ta. Anh Lê Nam ơi, cười cái gì? Anh cười gì vậy? Anh nhảy nhiều quá, anh không nghe kịp luôn. Bây giờ hai người quay lưng lại với nhau nhảy đi. Rồi. Nó phải nhìn nhau. Dạ. Đấy, như thế này mới là công bằng này. Hoa học trò. Kính vạn hoa. Hoa hồng. Lưu Đức Hoa. Chúc mừng hai bạn đã là người cuối cùng còn sót lại. Hai bạn đều được 5 điểm ở câu hỏi thứ hai. Chúc mừng. Rất là tuyệt vời. Đúng là khờ. Anh Nam, bây giờ tôi nghĩ là mình cũng mình một kiểu đi. Mình tự nghĩ thế nào thì mình trả lời vậy đi. Đừng có a dua theo tụi nhỏ làm gì. Anh Nam đứng đó cho em gì vậy đánh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với câu hỏi thứ 3 của chương trình. Bây giờ chưa nhắm mắt lại. Không nhìn nhau nha. Rồi. Câu hỏi thứ 3. Hãy tìm con vật di chuyển bằng hai chân dưới đây. Mèo. Đúng ở trên, sai dưới. Hết rồi. Con Tom Jerry nó vẫn hai chân mà. Con Tom Jerry là mời anh mèo ra. Mèo Doraemon. Con mèo Doraemon nữa. Mèo Doraemon hai chân nữa. Con báo. Trên là đúng đúng không? Con báo đúng. Rồi. Con báo đúng chỗ nào? Con báo hai chân ở nào? Này. Con báo nào đi hai chân vậy? Con báo hồng quá anh. Báo hồng. À, báo hồng đúng không? Tâm. Rồi báo. Rồi. Con báo hồng đi theo con Doraemon luôn. Con báo đời này mới đi hai chân nữa. Con báo đời. Rồi. Bắt đầu tiếp tục này. Con chăn. Con chăn có chân đâu mà đi. Chim cánh cụt. Sao biển. Cò. Đà điểu. Gà đông tảo. Bây giờ tôi nghĩ là hai bạn này cứ nhìn nhau thế này thì không ổn rồi. Bây giờ chúng ta quay lưng vào nhau. Đúng rồi, như thế này mới phân định được. Nào. Con cóc. Không. Con cóc. Thấy rồi, chưa? Dừng lại. Khác liền. Con cóc à? Ủa nghe con công. Con cóc mà. Con cóc. Con cóc đi hai chân mà anh? Không. Không, tụi nó nhảy lại cái chân sau nó đụng à. Ủa, con cóc có hai chân mà chân. Hai chân kia đâu có đâu. Hai chân kia nó có, nhưng mà nó nhỏ hơn, nó vẫn tì này. Nó nhảy là nhảy cả bốn chân luôn. Thôi. Đừng có cãi. Chính vì vậy, người chơi cuối cùng còn sót lại đó chính là Hữu Đằng. Rất là xuất sắc, bạn đã có thêm được 5 điểm. Chúc mừng Hữu Đằng. Chúc mừng thầy nha. Vâng, qua một vòng thi rất là vui vừa rồi thì những người chơi của chúng ta cũng đã rất là xuất sắc. Và bây giờ thì xin được chúc mừng cho hai người đã có thêm được 5 điểm. Đó chính là diễn viên Hoàng Phi và diễn viên Ngọc Hoa. Chúc mừng! Người chơi có được 2 chiến thắng đó chính là Hữu Đằng. Bạn có thêm 10 điểm. Chúc mừng Hữu Đằng! Dễ nha! Và tôi xin được tổng kết tổng số điểm của các bạn. Hiện tại bây giờ, hai người đã có số điểm bằng nhau. Đó chính là Hoàng Phi và Hữu Đằng. Chúc mừng bạn có đều có 10 điểm ạ. Ngọc Hoa đang đứng ở vị trí số 2, đang có 5 điểm. Và rất là tiếc, đứng cuối cùng, đó chính là anh Lê Nam đang có 0 điểm. À, trời, anh Lê Nam phải cố gắng lên nhá. Ông cho anh hỏi, thí dụ trong hội người cao tuổi có được cộng điểm thêm không? Hỏi người từ cao tuổi. Mình phải cố gắng thôi, chứ còn không dựa dẫm được vào cái gì nữa đâu. Cố gắng lên. Bởi vì đây mới là những cái vòng thi đầu tiên, chúng ta hoàn toàn có thể bứt lên và chiến thắng. Và bây giờ thì quý vị khán giả ơi, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cổ vũ thật lớn để chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2 của chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ.
Xin chào mừng quý vị và các bạn đã cùng đến với vòng 2 của chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Vòng 2 của chương trình có tên là Cao Thủ Trúng Tủ. Đi thi mà được vào tủ của mình thì quá là tuyệt vời đúng không ạ? Vòng thi này thì chúng ta sẽ rất đơn giản thôi. Chương trình của chúng tôi sẽ hiện lên rất nhiều câu ở đây, ở trong một tác phẩm nhưng mà nó đã được sắp xếp sai vị trí đi rồi. Và chúng ta có nhiệm vụ là phải sắp xếp lại vị trí đúng về nguyên tắc của nó. Và mỗi một vị trí các bạn sắp xếp đúng thì các bạn sẽ được một điểm. Xin mời màn hình ạ. Những từ dưới đây nằm trong một câu của tác phẩm Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng. Bạn hãy sắp xếp lại cho đúng vị trí. Thế vậy chứ khó nha. Xin mời, ai có được nhận định đầu tiên thì xin mời bấm chuông để trả lời ạ. Bấm đi. Nào, bấm đi. Bấm rồi, đi. Xin mời Hoàng Phi. Chữ trong trước ạ. Trong. Vâng, chính xác là trong. Nào, đấy, tiếp tục nào. Trong gì nào? Trong một chậu nước khổng lồ. Chậu nước khổng lồ. Nào, gần đúng rồi, chưa chính xác nào. Bây giờ chúng ta bấm chuông, để trả lời nào. Trong. Trong gì? Bấm chuông. Trong gì anh? Trong nào, gì? Nào, ở đây có cái từ gì? Anh gợi ý đi, anh gợi ý với. Đấy, có chữ C đầu tiên, nào chữ bấm C. Chuông. Chữ C đâu? Chữ C. Trong cao trong hả? Cái chậu nào, nước. Nào, bấm chuông, Hiếu Đăng, xin mời. Trong cái chậu nước khổng lồ. Trong cái chậu, một chút nữa thôi, gần chính xác rồi, không phải là chậu nước. Mà là chậu gì? Chậu... Bấm chuông, tiếp tục, chậu... xin mời. Trong cái chậu béo, trong cái chậu... Chậu gì béo? Chậu giá. Có chữ T đầu tiên, là chậu gì? Chậu. Trong cái chậu xin mời anh Lê Nam. Trong cái chậu thau. Tiếp tục. Đó, thấy chưa, đúng rồi. Trong cái chậu thau. Khổng lồ. Khổng lồ. Rồi. Đúng chưa, trong đúng chưa. Trong cái chậu thau khổng lồ, chính xác. Trời ơi. Bây giờ khổng nói về lồ. Một đứa nhỏ này thì tiếp tục là gì? Mở cho tôi. Ô tiếp theo là một. Một đứa trẻ. Bấm chuông, bấm chuông. Ờ, chưa thấy không chữ phải luôn. Là đứa bé thì người ta gọi là gì? Xin mời Ngọc Hoa. Dạ, một đứa trẻ. Không phải đứa trẻ. Ở trời trên ơi. Này, mình nhìn ở trên này nhá. Một cậu bé. Chính xác, một rồi, cậu bé nào, tiếp tục nào. Vâng, xin mời anh Lê Nam, tiếp tục. Một cậu bé mũm mĩm. Ồ, gần đúng rồi, nhưng mà trước đấy vẫn còn ba từ nữa. Nào, tiếp tục bấm chuông, xin mời. Ngồi ngẩn ngơ. Không phải. Dạ. Là cái ý của anh Lê Nam mà đang đúng rồi đấy. Không rồi, xin mời anh Lê Nam. Một cậu bé tướng mũm mĩm. Cái gì trước từ tướng là cái gì? Trong, một cậu bé trong mũm mĩm. Không phải. Trời trong. Ơi. Một cậu bé cái tướng mũm mĩm. Không phải, một cậu bé gì? Một cậu bé to tướng mũm mĩm. Nhưng mà thiếu mất một từ của tôi ở trước cái từ mũm mĩm là gì? Một cậu bé to tướng to gì đó. To tướng béo mũm mĩm. Một cậu bé to tướng béo mũm mĩm, chính xác. Trời ơi. Trời khó quá vậy. Đây là một tác phẩm rất là quen thuộc của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Bởi vì là lâu quá rồi chắc chúng ta không nhớ lại cho nên là chúng ta quên thôi, chứ còn ngày xưa thì rất là quen thuộc thôi. Tiếp tục. Nào. Mặt ngơ. À, nhưng mà mình nhìn thấy thì mình sẽ phải diễn tả là gì? Mặt như thế nào? Ngơ ngác. Không. À, mặt trong ngẩn ngơ. Trả lời bấm chuông, phải bấm chuông. Rồi, xin mời Ngọc Hoa. Mặt trong ngẩn ngơ. Mặt trông ngẩn ngơ, chính xác. Trời ơi, khó quá. Quá hay, Ngọc Hoa ơi. Rồi nói sao nữa anh? Tôi sẽ mở thêm cho các bạn một từ nữa. Mở cho tôi từ tiếp theo là từ giá. Giá. Cái kiểu viết văn của Vũ Trọng Phụng khác đúng không ạ? Giá này, xong đến một cái từ gì mà để diễn tả là hành động như thế này. Đây. Nào, xin mời. Giá múc nước béo. Đúng vậy, múc béo hả? Cái thao rồi, anh lấy cái giá múc nước béo. Mở thêm cho tôi hai từ tiếp theo. Giá đứng lên. Lên. Rồi. Giá đứng lên. Rồi, xin mời Hoàng Phi. Cũng cao. Không phải cũng mà là gì? Giá đứng lên. Bấm chuông. Giá đứng lên. Ngồi. Đúng rồi, ngồi xuống hả? Rồi, đây mở chữ cho tôi, chữ tiếp theo. Thì. Trời ơi, cái từ này dễ quá. Bỏ được cái này. Ít ra. Nào. Ơ, tiếp. Bấm chuông, bấm chuông, bấm chuông. Nào. Giá đứng lên thì ít ra cũng cao lớn hơn. À. Hơn dân. Rồi. Giá đứng lên thì ít ra cũng cao lớn hơn. Chính xác. Rồi, hay quá. Trời sắp đến nơi rồi.
Lớn hơn, cao lớn hơn cái gì? Cũng... một thước hả? Hay hay cao hay. Lớn chuẩn hơn bị này, một... chuẩn bị bấm chuông này. Cao lớn hơn một thước. Thước gì? Người ta ngày xưa ta hay gọi là thước gì? Thước kẻ. Thước kẻ. Thước thước tay. Dừng chưa? Dừng. Chính xác. Wow, hay quá. Càng ngày càng bon hơn rồi. Các bạn phải nhớ là phải nhìn ở trên kia nhá. Nào, bắt đầu này. Bây giờ còn lại những từ nào cuối cùng nào? Mở cho tôi ô cạnh dấu phẩy ạ. Ngồi. Đứa bé đấy thì hay ngồi ở đâu nhỉ? Nó hay ngồi làm gì để mà nó chơi ấy mà. Là ngồi gì? Bạn tìm đi ở trên các cái từ ở trên này. Ngồi một chỗ hả? Ngồi một. Ngồi trong. Ngồi vẫy. Ơ, à, đúng rồi, gần đúng rồi. Nào, 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 ngồi gì? Không không phải là vẫy đâu nhá, mà cái từ là từ vầy đấy nhá. Bấm chuông, xin mời anh Lê Nam. Ngồi vầy nước. Tiếp tục có thêm được từ gì không? Thôi dừng đi. Dừng đi, ok, nào, ngồi vầy nước. Khó quá. Tôi sẽ bật mí từ tiếp theo là từ như. Ngồi vầy nước như, như gì nhỉ? Như trẻ. Đúng, đúng rồi, nhưng mà không phải là trẻ mà là còn thiếu một từ trước từ trẻ nữa là từ gì? Như... xin mời Lê Nam. Như một đứa trẻ. Lên ba. Chính xác, tuyệt vời. Chúc mừng. Vâng, chúng ta đã hoàn thành xong Như một đứa trẻ lên ba. Và tôi biết rằng cái kiến thức này thì cũng khá là lâu rồi, chúng ta không ôn lại. Nhưng chương trình là như vậy, muốn đưa đến cho các bạn những cái thử thách cũng như là những cái kiến thức mà chúng ta đã quên. Và hy vọng là qua cái câu này thì chúng ta sẽ nhớ đến cái tác phẩm Số đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Xin được chúc mừng cho các bạn. Và bây giờ thì tôi sẽ xin được tổng kết điểm. Xin được chúc mừng cho diễn viên Lê Nam và diễn viên Hoàng Phi. Mỗi người đã có thêm được 3 điểm. Còn diễn viên Hữu Đằng sẽ có thêm được 2 điểm. Chúc mừng bạn. Còn Ngọc Hoa thì bây giờ cũng có thêm được 1 điểm nho nhỏ. Yeah. Khích lệ đúng không ạ? Nhưng mà bạn phải cố gắng hơn ở vòng thi sau nhá. Cảm ơn Ngọc Hoa. Chúc mừng Ngọc Hoa. Và chắc chắn rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng phải dành một tràng pháo tay cho nhau. Và cùng nhờ quý vị khán giả sẽ cổ vũ cho chúng ta để có một cái phần thi tiếp theo xuất sắc hơn nữa với chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Xin chào mừng những người chơi, chúng ta đã đến với vòng 3 của chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Vâng, ở vòng 3 này thì chúng ta sẽ có một cái tên rất là ngầu, rất là hay. Nhưng mà quan trọng nhất là cái tình đoàn kết. Đó chính là cao thủ hợp lực. Hợp wow. lực. Bây giờ thì bắt buộc chúng ta không thể nào là những đối thủ mãi được. Phải có những lúc làm bạn với nhau. Là những người đồng đội của nhau. Ở trong trò chơi cao thủ hợp lực này thì chúng ta sẽ bốc thăm để chia ra hai đội. Đội A và đội B. Đội A sẽ là đội chơi trước. Và một người sẽ được phân để... dùng hình thể của mình thể diễn tả được câu thành ngữ hoặc là tục ngữ của chương trình đưa ra. Còn một người đối diện sẽ là người đưa ra đáp án đúng. Hy vọng là chúng ta sẽ có sự tương tác tốt và có được số điểm thật là cao. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với cao thủ hợp lực. Ở đây trong cái hộp này sẽ có chứa những cái lá thăm của hai đội A và B. Và chúng ta sẽ cùng bốc ạ. Xin mời. Đẹp gái bốc trước đi. Xin mời bạn. Trời ơi. Nghe đẹp gái tự tin bốc tiền. Xin mời Hoàng Phi. Xin mời anh Nam. Vâng, chúng ta sẽ cùng mở ra đội A. Vâng, đội B. Đội cùng B. Vâng. Tôi và Đằng cùng B. Em là B. Vậy là chúng ta đã biết rằng đội A gồm có anh Lê Nam và Ngọc Hoa. Yeah. Và đội B là Hoàng Phi và Hữu Đằng. Đội A sẽ là đội chơi trước. Chúng ta đội B sẽ ra kia để cổ vũ ạ. Yên tâm, yên tâm. Vâng, ở trên tay tôi bây giờ đang có những câu thành ngữ và tục ngữ ở đây. Và chúng ta sẽ có 10 câu. Bây giờ đội A đã thống nhất với nhau xem ai là người dùng hình thể để thể hiện ra những câu tục ngữ thành ngữ này chưa? Vâng, anh Lê Nam. Còn Ngọc Hoa sẽ chịu trách nhiệm là đoán ra, đúng không ạ? Dạ. Mỗi một câu thành ngữ và tục ngữ này, các bạn sẽ có 30 giây để vừa thể hiện và đưa ra đáp án. Và nếu như khó quá thì tôi bảo chúng ta bỏ qua thôi, đúng không? Không khó đâu. Vâng. Nào, cao thủ hợp lực bắt đầu. Xin mời, câu đầu tiên. Mấy từ anh? Mấy từ. Không được nói nhá. Đây là lần đầu châm trước nhá. Đúng rồi. Võ, công, thâm hậu. Không phải. Võ chặt, võ.
đá võ cái gì vậy? Võ trời ca hả? Nào, biểu hiện của cái này là khỏe là... sức. Võ thắng hả? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thắng. À rồi 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 rồi, nào nào tiếp tục nào. Khó dữ trời. Mình diễn diễn tả nhanh lên nào, 5 giây. 5. Thắng thuốc, thuốc. 4. Thắng thua, thắng. 3. Thắng cố, thắng. 2. Thắng lòng, thắng bụng. 1. Thắng cái gì? Hết giờ. Thắng làm vua, thua làm sặc. Trời ơi. Khó lắm. Câu thứ 2. Chia tiền. Chia tiền. À đập tay, tay. Tay. Tay làm hàm nhai. Tay gì nữa quên rồi. Đúng rồi. Tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ không? Chính xác, chính xác, chính xác. Đây, câu thứ 3 này. 3 từ thôi hả? Đơn giản chưa? Rồi. Khỏe như trâu. Ôi. Con gì? Khỏe như voi. Chính xác, khỏe như voi. Khỏe như trâu. Nào, câu số 4. 4 rồi, okay, 4 này. Mắt, nhắm, khóc, buồn. Ờ, đúng rồi. Cái biểu nước hiện mắt. Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc. Nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc. Nào, nào, tiếp tục nhanh lên, nhanh lên. Nước mắt lượn. Nước mắt chảy. Không, không, đấy. Cái này là cái gì? Nước mắt cần cao ủa gì? Không, nước mắt gì người ta hay nói là nước mắt xuôi dòng. Nước mắt. Nước mắt và chờ cá sấu. Nước mắt cá sấu. Nước mắt xuôi dòng. Đáng lẽ anh phải làm cái mặt thật là xấu rồi đúng không? Nào, này, câu thứ 5. 10 từ dạ. Cực nghe, cực khó à. Miệng. Nhà yêu, yêu. Yêu cho ro cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Chính xác. Wow, thực ra là tôi bất ngờ với Ngọc Hòa đấy, quá hay. Nào, câu thứ 6. 6 từ. Rồi, nào. Lưng. Nai lưng, lưng quần, áo. Áo anh rách chỉ sờn vai. Không, không, không. Áo rách. Áo rách gì nữa anh? Cái từ đầu tiên, cái từ đầu tiên. Vạch áo. À. Xem lưng. Ê, con. Vạch áo cho người xem lưng. À, chính xác. Vạch áo cho người xem lưng. Trời ơi. Tuyệt vời. Tôi thấy là chơi rất tốt đấy. Nào, câu số 7. 4 từ. Nào. Chua. Nào. Mở. Dắt vắt. Vắt chanh bỏ vỏ. Chính xác, vắt chanh bỏ vỏ. Tôi thấy các bạn này khá là hiểu nhau, rất hay. Nào, trời câu ơi. Số 8, cố gắng lên. Ơi. 4 từ nữa. Em. Không. Lùng. Đây, đây. Đấy, này, nhìn thế này. Đấy. Khoảng cách hả? Lưng. À, nào, nào, nào. Cao bay, cao chạy, cao bay, sao chạy, cao chạy, sao bay. Cái này là... Xa. Ờ. Xa, cách mặt lòng, xa mặt cách lòng. À, chính xác, xa mặt cách lòng. Vâng, tôi thấy là cái đôi này quá hay rồi. Nào, số 9. Ồ, oh, nào. Cao chạy sao mà? Cao bay sao chạy? Đấy, đầu tiên từ... Gần bụng, à, gần xa. Trời ơi, thích gì vậy trời? Xa thơm. Xa thơm. Nào, 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 nào. Xa thơm gì ta? Thơm gì? Xa thơm bụng. Xa thơm. Đây là gì rồi? Xa thơm chạy hả? Nào, 5. Khó quá. 4. Xa thơm. 3. Gần. 2. Xa thơm gần. Gần 4. Thơm. Xa thơm gần khóc. Xa thơm hết gần. Giờ. Gần thôi. Hết giờ. Nào, câu số 10 này. 4 từ. Rồi. Ruột. Ruột cho. Ruột lòng. Không. Ruột bụng. Ruột da. Cái gì ta? Cái gì? Ruột và da thì có liên quan gì? Có một câu gì nào? À, móc ruột cái gì? Da cái gì? Ruột sao da vậy? Ruột sao da vậy hả? Phải. Ruột sao mở bụng? Ruột sao mở bụng? Ê, lộn lộn ruột da. Này, cái từ, cái từ, cái từ thứ hai này. Từ từ. Ruột. Da. Ruột da. Ruột lòi. Ruột lòi. Là gì? Ruột rụng, ruột rụng. Ruột rụng. Gì vậy? Ruột rụng. Nào. Ruột, ruột nè. Ruột bỏ. Không ngoài da. Gần đúng rồi, gần đúng rồi. Nào, không phải là bỏ mà là gì?
ruột rớt. Không phải rớt. Ruột gì nè anh à? Ruột. Ba. Ruột dục. Hết rồi. Ôi, cô rất là tiếc. Thôi, ruột gì thì không biết để, được. Để ngoài ra. Không, rất thông tiếc. Cảm đi. Cái từ đó biết mà tự nhiên lúc đó ngu. Vâng, nói gì thì nói nhưng đôi này cũng là một đôi chơi rất là tốt. Các bạn cũng khá là hiểu ý nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ mời đội A lên trên kia để cổ vũ cho đội B. Xin mời Hoàng Phi và Hữu Đăng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chơi của đội B. Thì Hoàng Phi và Hữu Đăng đã thống nhất chưa? Ai sẽ là người thể hiện? Em. À, Hữu Đăng là người thể hiện, Hoàng Phi là người đoán đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của đội B. Câu hỏi số 1. 4. Cá. Từ đầu tiên là gì? Từ đầu tiên là gì? Mở vạch. Vạch. Vạch lá. Tìm sâu. Chính xác, vạch lá tìm sâu. Hay quá Hoàng Phi ơi. Hay gì? À, câu số 2. 5. Rơi. Rớt. Mưa. Ấp. Tổ. Phải ấp. Cái chân lại thế này là tôi chưa hiểu là cái gì. Tròn hả? Cái gì? Là cái gì đấy, cái gì đấy? Không. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ, tôi thấy ứ ngoài. Lá cái đó là cái lành đùm lá rách. Trời ơi. Lá lành đùm lá rách con gà vậy đó. Đến câu thứ 3 rồi, này xin mời. 5 từ. Lửa. Sóng. Nước. Nước. Chảy. Nước chảy. Nước đổ lá môn. Chính xác, nước đổ lá môn. Chúng luôn. Hay á, hay á. Nước đổ lá môn hoặc là nước đổ lá khoai. Xin mời câu 4. Giận. Quá. Giận. Gì đây? con gì vậy? Giận cá chém thớt. Wow, chính xác, giận cá chém thớt. Hay quá chị. Con cá diễn sao? Con cá diễn sao tôi coi đây. Con cá nó chỉ vậy thôi mà. Gì? Cái bay cái đuôi nè. Trời ơi, cái này là con quỷ với con cá gì? Em tưởng con hải cẩu biển á. Câu số 5. 4 từ. Rồi. Vuốt mặt nể mũi. Chính xác, vuốt mặt nể mũi. Câu này nhanh đúng không ạ? Số 6. Mấy chữ? 4 chữ. Ru. Ngủ. Con. À rồi. Con nghiện. Con nghiện. Con hư. Con hư. Không phải con hư. Con. Gần đúng rồi, không phải hư mà con... là gì? Người ta không gọi là hư, người ta gọi là gì? Con giác ngộ. Con cãi cha mẹ chăm năm hư hả? 4 từ hả? Con 4 chỉ 3 2 con chỉ hai tay 1. Không phải là hư mà là dại. Con dại cái mang. À, trời ơi. Xí cái này tức nữa. Bây giờ đây. Cái này là gì? Giải thích liền. Tâm lý người mẹ tôi, mẹ nó nè. Không gì tội lỗi tôi ôm hết. Trời ơi. Trời ơi, trời. Phi ơi, em hên rồi Phi ơi. Câu thứ 7, xin mời. Rồi, được chưa? Túi, tiền, tiền. Dùng tiền. Cá, nước, tiền vô như nước. Đấy, nước. Đúng rồi nước. Tát. Đó. Tát nước. Không. Tiền. Cái gì liên quan đến nước này? Tiền rồi tát nước. Tát nước. 4, tát nước đầu đình. 3, bỏ tiền tát nước. 2, hết giờ. Còn nước còn tát. Tiếp tục. Tát nhiệt tình như vậy rồi. Cho em giải thích. Em hiểu anh.
đúng không? Móc túi ra, móc túi ra mà còn mừng quá là còn còn mà còn đúng rồi. Tôi hiểu ý nghĩa đấy. Hay là anh hiểu đó, đúng hiểu hiểu. Cố lên nào, cố lên nào, cố lên. Còn hai câu thôi này, câu 8. 9 chữ. Trời ơi, 4 chữ không được, sao 9 chữ được? Con bé dạo đồ dạo đầm đánh chiến sĩ đầm. Đúng rồi, đúng rồi, mình nghĩ theo cái hướng chiến chiến sĩ. Chống cự không phải. Cuốc đất giận dữ lao lao giặt đồ giặt giặt trời đất giặt bắp giặt ngô giặt ngô giặt ngô ghê ngốc nghếch giặt nha. 5 4 giặt 3 ngô 2 1 giặt ăn đất bắp hết giờ. Bạn tự đọc đi. Cái đó là gì ạ? Bạn tự đọc cái kết quả này cho người bạn, cho đi đồng đội của mình đi. Giặt bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Nhưng mà có cái đoạn vậy rồi chỉ là chỉ gì? Nè giặt nè. Cái bên. Trời mấy cái này mà diễn tâm lý. Đấy là việc của nhà người ta. Không phải tức chứ. Người ta đi. Bạn muốn đổi không? Bạn này muốn đổi không? Dạ muốn, muốn thấy chiến lược này không hiệu quả. Rồi. Còn mấy câu nè. Chứ em muốn tuột đường rồi đó. À, bạn Hữu Đằng giờ này nếu còn làm nữa thì phát điên mất. Bạn đi hết cách rồi. Không còn cách nào khác nữa. Phải đổi thôi. Yeah, nào, bây giờ đến câu số 9. Xin mời. Rồi. À, giấy xé giữ lấy đề. Giấy rách giữ lấy đề. Thiếu giấy một xé, giữ à, giấy rách tay. Giấy rách thì lòng tay phải. Giấy rách phải giữ lấy đề. Chính xác. Trời ơi, tốt quá, anh tốt quá. Vâng, câu vừa rồi phải cảm ơn Hoa. Sự giúp đỡ của đội A rất tốt. Giấy rách phải giữ lấy đề. Nào, câu 10 cuối cùng, cố gắng lên. 4 chữ. Đâm lũng ruột ruột xa hủ nếp. máu chạy hip hop lòng rước nước máu chảy ruột mềm máu. Chính xác, máu chảy ruột mềm. Mới có hai câu thôi á mà kỳ. Trời ơi, máu chảy hip hop, tôi cũng không biết nói câu gì với Hữu Đằng nữa. Chưa bao giờ tôi phải chứng kiến những cảnh tượng như vừa rồi. Tôi nghĩ là Hữu Đằng làm nốt hai câu cuối thì bạn ấy hóa điên mất. Tôi xin được tổng kết điểm ở vòng thi vừa rồi. Tôi cũng có một thắc mắc chung với tất cả những người chơi ở đây. Là ngày xưa bạn học diễn viên, bạn học hình thể của ai? Và tại sao bạn diễn tả nó trừu tượng đến như vậy? Ôi, lòng mẹ như thế này quá khó. Thực sự câu đấy bạn ngoài sức tưởng tượng của chúng cái tôi. Cái đó ai mà nghĩ ra được, người đó hay lắm. Và bây giờ thì xin được tổng kết điểm ngày hôm nay. Và kết thúc vòng thi vừa rồi thì đội A đã là đội trả lời được nhiều hơn. Và họ đã có được 7 điểm. Chúc mừng đội A. Còn đội B là đội của Hữu Đằng và Hoàng Phi đã có được 6 điểm. Và chúc mừng cho đội B. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay nữa để cổ vũ cho họ đến với vòng tiếp theo của chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 4 của chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Vâng, đến với vòng 4 này thì chúng ta sẽ cùng đến với một vòng chơi có cái tên rất là ấn tượng, Cao Thủ Bất Hủ. Ở đây bất hủ là những nhân vật bất hủ. Vâng, những nhân vật mà chắc chắn là chúng ta sẽ biết. Những nhân vật rất là nổi tiếng thôi. Ở rất nhiều những lĩnh vực khác nhau. Và chúng ta sẽ phải vận dụng hết những cái trí lực của mình, những cái sự thông thái của bản thân để có thể trả lời được những cái câu hỏi của chương trình. Và bây giờ thì các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vòng thi này sẽ là vòng thi sẽ có một người phải dừng lại, bị loại. Chính vì vậy chúng ta hãy cố gắng hết sức ở vòng thi này. Và bây giờ thì số điểm cao nhất đang thuộc về Hoàng Phi với 19 điểm. Chúc mừng Hoàng Phi. Quá dữ. Và người có số điểm cao thứ hai đó chính là Hữu Đằng với 18 điểm. Chúc mừng. Trời ơi. Quá rồi. Ở vị trí thứ ba đó chính là Ngọc Hoa với 13 điểm. Chúc mừng Ngọc Hoa. Còn rất tiếc cho anh Lê Nam. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Mặc dù rất bức xúc ở vòng thi vừa rồi nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải cố gắng ở bản thân mình thôi. Anh đang có 10 điểm và đang có số điểm thấp nhất. Anh hãy cố gắng lên, anh lên nào.
Phải cách 3 điểm mà anh. Đây là những tác phẩm của những tác giả ở đây, đó chính là hai họa sĩ rất là nổi tiếng của chúng ta, Dương Bích Liên và Nguyễn Sáng. Hai ông này đều ở trong cái nhóm gọi là tứ kiệt của hội họa Việt Nam đấy ạ. Ở bên cái cột ở ngoài ấy là chúng tôi đã để tất cả những cái tác phẩm của hai ông. Bây giờ các bạn nhiệm vụ rất là đơn giản thôi, là sắp xếp cho tác phẩm vào đúng của tác giả nào thì chúng ta sẽ đặt tác phẩm đó vào, đúng không ạ? Trong trò chơi này, nếu như ai chiến thắng thì chúng ta sẽ có được 10 điểm và chúng ta sẽ có 1 phút 30 giây để thực hiện trò chơi này. Các bạn rõ chưa? Dạ. 1 phút 30 giây bắt đầu. Xin mời. Nào, chúng ta sẽ sắp xếp những cái tác phẩm này để tìm đúng ra tác giả của nó đi ạ. Họa sĩ Nguyễn Sáng sinh năm 1923, mất năm 1988. Trong thời gian kháng chiến chống Pháp, ông vẽ tranh tuyên truyền, cổ động bài bác thực dân Pháp, nêu cao tinh thần nhân dân Việt Nam chống lại Pháp, trong đó có tác phẩm Giặc đốt làng tôi. Năm 1996, Nguyễn Sáng được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Họa sĩ Dương Bích Liên sinh năm 1924, mất năm 1988. Ông là một trong nhóm tứ kiệt của làng hội họa Việt Nam, Nghiêm Liên Sáng Phái. Nhưng ông đặc biệt thành công với những đề tài, tác phẩm về chân dung thiếu nữ. Đến năm 2000, họa sĩ Dương Bích Liên được nhà nước phong tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Vâng, Dương Bích Liên là một trong những họa sĩ rất là nổi tiếng đấy ạ. Người ta hay nói là phố phái gái Liên. Còn ông Nguyễn Sáng thì rất là nổi tiếng với về đề tài chiến tranh ạ. Nguyễn Sáng là chiến tranh không mà. Nào, 10, nên 9, đổ hết luôn. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dán nhanh, hết giờ. Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố những tác phẩm đúng. Wow, tôi thấy bạn này bạn đổi tên tác giả tác phẩm rồi. Đâu không kịp anh. Tôi không thể nào mà có thể gợi ý cho các bạn sớm hơn được, đúng không ạ? Chúng ta phải vận dụng những kiến thức của mình thôi. Đến với anh Lệ Nam trước. Họa sĩ Dương Bích Liên rất là nổi tiếng về cái đề tài về chiến tranh. Ủa, Dương Bích Liên chiến tranh hả? Nguyễn Sáng thì rất là nổi tiếng với về đề tài chiến tranh ạ. Nguyễn Sáng là chiến tranh không mà. Ủa? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Vâng, mà tôi vừa nói như vậy mà. Nãy anh đâu có anh nói. Anh nói Nguyễn Sáng. Anh nói Nguyễn Sáng. Anh cười quá à. Anh nói Nguyễn Sáng. Hồi nãy là anh nói là phố phái gái Liên. Không, anh nói Nguyễn Sáng. Phố phái gái Liên mà. Em cũng nghe như vậy. Em cũng nghe Nguyễn Sáng. Tôi chỉ đang nói đùa thôi mà, kệ tôi. Trời ơi, tâm lưu, tâm lưu. Ta-da. Yếu quá chú, yếu. Nhưng mà sự thiệt là sao? Phố phái gái Liên. Đổi lại là nãy em điện đề đúng rồi đó. Ê, cái này chơi ăn chơi hả? Không. Hay chơi ăn chè? Thôi, nãy anh nói lộn. Đúng rồi. Thì anh biết sao không? Em đứng em bị ác xì, cái nó văng qua lại. Xin mời coi hình ảnh lại ạ. Hồi nãy là anh nói là phố phái gái Liên. Bây giờ tôi sẽ sang bạn trước nha. Hỏi ăn gian. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem những tác phẩm của họa sĩ Dương Bích Liên trước. Tác phẩm Cô Mai. Có chính xác. Mai. Tác phẩm Thiếu Nữ Áo Trắng. Có đây cô rồi áo ạ. Trắng. Tiếp theo là tác phẩm Chiều Biên Giới. À, bên này. Chiều Biên Giới. Bạn có đổi thế nào thì tôi thấy bạn vẫn sai rồi. Yeah. Đúng không ạ? Rất tiếc là bạn đã có một đáp án sai. Yeah. Bây giờ xin mời đến với Ngọc Hoa. Dạ. Yeah. Thiếu Nữ Áo Trắng, đúng rồi. Cô Mai, đúng rồi. Có Có gái. Cái này. Có gái. Nói tóm lại là cũng có nhiều điểm sai rồi. Trời dạ. Bây giờ sẽ đến với Hoàng Phi. Cô Mai chính xác. Thiếu Nữ Áo Trắng chính xác. Chiều Biên Giới lại nằm ở bên này mất rồi. Thế nó đang vô cái cụm cảnh quá. Không nở nổi đi. Đúng không rồi. Phải. Thiếu Nữ Áo Trắng không phải của Nguyễn Sáng, anh đã sai ngay từ đầu mất rồi. Và đây mới là đúng này, tôi sẽ đặt lại này. Với các tác phẩm của họa sĩ Dương Bích Liên này, đây, Thiếu Nữ Áo Trắng, anh có thể giúp tôi được không? Thiếu Nữ Áo Trắng chuyển sang bên kia. Bà qua đây bà ơi. Cô Mai chuyển sang đây ạ. Đó, Dương bà, Bích Liên. Bà đi đâu vậy rồi. Nè? Chiều Biên Giới.
của Dương Minh Liên, đúng rồi. Hào mùa lúa chín, hào và mùa lúa chín, chính xác. Đấy, còn những tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Sáng này, đó chính là Thiếu nữ và hoa sen, Em tôi, rồi Giặc đốt làng tôi, Vật đây ạ. Đó, anh đây. Chuyển sang giúp tôi. Chân dung bà Đôn Thư, đây rồi, chân dung bà Đôn Thư của Nguyễn Sáng đây rồi. Vâng, như thế này mới là đúng. À, họa sĩ Dương Bích Liên ấy thì ông đặc biệt là thành công về những tác phẩm về chân dung thiếu nữ, và người ta thường nói là phố phái gái Liên, để nói đến việc khi xem tranh phố thì nên xem tranh của Bùi Xuân Phái, còn nếu xem tranh về những cô gái thì hãy xem tranh của Dương Bích Liên. Và còn Nguyễn Sáng thì là một trong những họa sĩ có năng khiếu bẩm sinh về hội họa, và chính vì vậy ông là cha đẻ của những tác phẩm hội họa đẹp nhất sáng tác về đề tài chiến tranh cách mạng Việt Nam. Hôm nay ít ra thì chúng ta cũng đã biết thêm được những cái thông tin rất là bổ ích về hội họa rồi, đúng không ạ? Hy vọng là chúng ta về sẽ nghiên cứu nhiều hơn về hội họa để chúng ta có thể có thêm những cái kiến thức nữa, cũng như là hiểu hơn về cái nền hội họa Việt Nam. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rất tiếc ngày hôm nay chưa ai chiến thắng ở vòng thi này. Thành tích bây giờ vẫn đang giữ nguyên, và Hoàng Phi đã là người có số điểm cao nhất, 19 điểm. Tiếp theo, ở vị trí thứ hai đó chính là Hữu Đẳng với 18 điểm. Ngọc Hoa đang có 13 điểm. Và điểm thấp nhất vẫn đang là anh Lê Nam, 10 điểm. Trước có kết quả như gì? Thật vô nghĩa. Ở vòng thi thứ tư này, như thông báo thì theo luật của chương trình sẽ có một người phải chia tay, và anh Lê Nam sẽ là người có số điểm thấp nhất. Nhưng còn một cái gì ạ? Đấy, lá phiếu để anh có thể ở lại được, đó chính là thẻ hồi sinh của chương trình. Và bây giờ thì hy vọng là anh sẽ có được thẻ hồi sinh của chương trình. Xin mời. Mình xin một hồi thôi. Nếu không phải là thẻ hồi sinh thì là thẻ đi về đấy ạ. Anh mở ra đi. Rồi, hay nhở. Wow, được hồi sinh, xin được chúc mừng cho diễn viên Lê Nam. Khó chết lắm. Niềm vui của người này sẽ là nỗi buồn của người khác. Và chính vì vậy, người có số điểm cao hơn anh Lê Nam, đó chính là Ngọc Hoa, sẽ phải bước vào mini game loại trực tiếp. Vâng, và bây giờ thì xin mời Ngọc Hoa và anh Lê Nam sẽ bước xuống đây. Vâng, bây giờ thì cảm xúc của Ngọc Hoa thế nào? Khi mà mình tưởng chừng là chắc chắn là sẽ ở lại rồi, nhưng giờ lại phải bước vào một cái game loại trực tiếp như thế này. Em cay lắm, em cay lắm. Cay lắm. Thua non đi. Thua chú non nữa. Vâng, và bây giờ thì chúng ta phải cố gắng thôi. Dạ. Trò chơi này thì rất là đơn giản thôi. Ta sẽ đeo cái dụng cụ nha khoa, sau đó tôi sẽ thắp hai cái đèn cầy này lên, và ở cái vạch này các bạn không được bước qua, dùng sức của mình để thổi tắt được cái đèn cầy này. Cái đèn cầy nào tắt trước, người chơi đó chiến thắng. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi game loại trực tiếp này. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ đeo cái dụng cụ nha khoa này vào, và bây giờ tôi sẽ thắp nến. Ba, hai, một, bắt đầu. Cố lên, cố lên. Được rồi, cố lên Nam ơi. Trời ơi, một chút nữa thôi. Cố lên. Không chịu được. Ở góc này nhìn ảnh giống như cái chai đen, cái chai trắng. Bình tĩnh lại, không cười nào. Cố lên, vẫn được rồi. Nước ghê mặt, cố lên. Không chịu nổi. Ở luôn, ngửi luôn. Ra luôn, hửi ra nước ngửi. Ra luôn, hửi ra nước ngửi. Cố lên. Anh chịu không nổi, cho anh thắng giùm em. Đừng cắn, trời, anh tội nghiệp quá à. Lại rồi, lên, kìa. Lên, 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 cái luôn kìa.
Gắn lên, lại nè. Gần được rồi, một chút nữa thôi. Trời ơi, cố lên, một tí nữa thôi này. Lại. Không thổi được thì chúng tôi chết mất. Không chịu được. Thực sự là anh Lê Nam, anh có thể phát biểu cảm nghĩ của mình sau khi chơi trong cái trò chơi này được không? Anh hận người nghĩ ở trò này. Thực sự là đây là một trò chơi khó, bởi vì chúng ta phải dùng cái cột hơi của mình, mà cái lúc đó anh đeo nó tôi không nhìn được cười. Vâng, và bây giờ thì với tất cả những nội công của anh Nam có được thì anh Lê Nam đã có thể chiến thắng được ở trong game knockout vừa rồi và đã thổi tắt được cây nến này. Và xin được chúc mừng cho diễn viên Lê Nam đã là người lọt vào vòng thi tiếp theo. Chúc mừng. Vâng, và vừa rồi thì chúng ta đã được trải qua một cái game gọi là game knockout rất là thú vị. Thật là tiếc chúng ta phải chia tay diễn viên Ngọc Hoa ở đây. Nhưng ngày hôm nay thì bạn đã đến đây và cho chúng tôi rất là nhiều những tiếng cười và cũng đã tham gia một trò chơi rất là thú vị. Vâng, xin mời. Quân Tú, Hoa còn một cái bao thư nữa, nếu như cái bao thư đó là được hồi sinh thì Hoa sẽ thi với anh Nam tiếp. Làm gì còn bao thư nào nữa, chỉ có một bao thư duy nhất là có thẻ hồi sinh thôi. Bây giờ bạn cứ mở thử của bạn ra đi, không còn nữa đâu. Thì ra chỉ có một cái thôi. Ủa là dẫn dòng sao là không được xài này nữa, phải không? Không có đâu, chỉ có một thẻ hồi sinh thôi mà. Này, xài đi. Của em nè, định hồi sinh. Vâng, và rất là tiếc là chúng ta phải chia tay Ngọc Hoa ở đây. Dạ. Ngày hôm nay cảm ơn bạn đã đến với chương trình và đã cho chúng ta rất là nhiều niềm vui, cũng như là đã được trải nghiệm một cái game vừa phải sử dụng trí thông minh của mình để giải quyết những cái câu hỏi của chương trình, vừa phải vận động nữa, đúng không ạ? Dạ. Hy vọng đây sẽ là một kỷ niệm đẹp của Ngọc Hoa khi tham gia các cái game show. Dạ. Cảm ơn bạn rất nhiều và chúc bạn sẽ thành công hơn nữa ở trong con đường sự nghiệp của mình. Cảm ơn, và bạn sẽ ra về với phần thưởng là 2 triệu đồng. Cảm ơn Ngọc Hoa. Vâng, và tất nhiên rồi thì chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho 3 người chơi đến với vòng thi tiếp theo của Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với chương trình, và đây là vòng 5 của chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Vâng, kết thúc vòng 4 vừa rồi thì chúng ta đã phải chia tay với diễn viên Ngọc Hoa. Và bây giờ người có số điểm cao nhất đó chính là diễn viên Hoàng Phi. Vâng, và người có số điểm cao thứ hai chính là diễn viên Hữu Đẳng với 18 điểm. Còn người có số điểm thấp nhất là 10 điểm, đó là anh Lê Nam. Anh đã vừa trải qua một game show loại trực tiếp rất là căng thẳng, rất là hay. Và anh đã có mặt ở đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi thứ 5 này. Vòng thi thứ 5 này có tên là Cao Thủ Tinh Mắt. Và chúng ta sẽ phải sử dụng nhãn quan của mình để xem thật kỹ một tiết mục mà chúng tôi đã chuẩn bị. Sau đó chúng tôi sẽ có 5 câu hỏi dành cho những người chơi. Và mỗi câu hỏi tương ứng với 5 điểm nếu như chúng ta trả lời chính xác. Chúng ta sẽ cùng xem tiết mục ạ. Xin mời! Mấy năm qua rồi cuộc đời anh cứ mãi lông bông, chờ người mai mối để sớm tối có em chung phòng, để anh thôi tương tư trong lòng, còn tìm dần lối cho ta cùng nhau về xây giấc mộng. Qua nhà em, quanh tay cúi đầu xin phép tia mát cho anh từ đây được làm con ở trong nhà. Thấy ghê hồng, người sống chờ ngày mình lớn xe bông. Em ơi từ nay là em phải kêu anh bằng chồng. Giờ anh đã chúc xong xuôi, đàn trai đi qua rước dâu đông vui. Màu, trong lòng anh thêm nôn nao, quan viên hai hò rộn ra hò reo, lứa đôi tình thêm mong mà hai nhà thông gia cười ha ha. Xe bóng anh qua trước em về, từ nay hai đứa mình là phú
gái đang cười hey hey. Bên phải nhà trai đang lưu dối ghê. Tiếng nhạc sập xinh đám cưới đôi mình lấn đần. Mấy năm qua rồi cuộc đời anh cứ mãi lòng bong. Chờ ngày mai mối đây sớm tôi có em chung phòng. Để anh thôi tương tư trong lòng. Còn tìm dần lối cho ta cùng nhau về xây giấc mộng. Qua nhà em quanh tay cuối đầu xin phép tia má cho anh từ đây được làm con ở trong nhà thấy ghê hồng. Về sau chờ ngày mình lên xe bông em ơi từ nay là em phải kêu anh bằng chồng. Giờ anh đã chúc xong xuôi đàn trai đi qua rước dâu đông vui sẽ hơi kết hoa màu trong lòng anh thêm nôn nao quan viên hai hò rộn ra hò reo lứa đôi tình thêm mặn mà hai nhà thông gia cười ha ha. Xây hết đêm ngày qua ngày mai mình cùng xây đắp tương lai cầm bàn tay hứa yêu em mai sau này. Giờ lành đã chúc xong xuôi đàn trai đi qua rước dâu đông vui sẽ kết hoa màu trong lòng anh thêm nôn nao quan viên hai hò rộn ra hò reo lứa đôi tình thêm mang hòa hai nhà thông gia cười ha ha. Xin được cảm ơn tiết mục vừa rồi ạ. Vâng, xin được cảm ơn Vũ Đoàn. Và đứng ở bên cạnh tôi bây giờ chính là ca sĩ Quách Tuấn Du. Câu hỏi đầu tiên, bài hát có tên là gì? Vâng, xin mời Hoàng Phi. Đám cưới vui cười ha ha. Và bây giờ thì xin mời anh Quách Tuấn Du sẽ đưa ra đáp án. Tựa bài hát này là Rồi xong lên xe bông. Không có dính một miếng nào luôn. Cũng về đám cưới nhưng mà không phải là lên xe hoa mà lên xe bông cơ. Câu hỏi thứ hai, trong tiết mục biểu diễn có tổng cộng bao nhiêu người? Nào các bạn nhớ lại đi. Vâng, xin mời anh Lê Nam. 8 người. 8 người. Ôi lộn, 9 người. Trời ơi. Thiếu anh Du. Nhưng mà 8 người muối cho 1 người là 9 người. Xin chúc mừng cho anh, 9 người chính xác. Câu hỏi tiếp theo, trong bài hát Hai nhà thông gia làm gì? Xin mời Hoàng Phi. Làm xui gia. Thông gia không làm xui gia chứ không phải làm kẻ thù. Cứu tôi, trời ơi. Trả lời kìa, coi mẹo sao như... Bây giờ thì chính người biểu diễn sẽ nói cho bạn là hai nhà làm gì. Hai nhà thông gia cười ha ha. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nhà của tôi. Hồi nãy em có nói một câu cũng gần giống rồi mà giờ lại không trả lời đúng. Mai mốt mình không biết. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ tư. Hát 4 câu điệp khúc của bài hát. Anh có quyết định hát không? Giờ lành đã cho xong xuôi hai nhà cười ha ha. Ủa anh ấy có đoạn với câu cuối không ạ? Quan viên hai hò rộn ra hò reo lứa đôi tình thêm mang hòa hai nhà thông gia cười ha ha. Rồi không chính xác rồi. Câu hỏi cuối cùng, ca sĩ Quách Tuấn Du đã từng là thành viên của nhóm nhạc tên gì? Xin mời anh Lê Nam.
Lẽ nào mà không biết đó, giận luôn á. D&D. D&D. Chính xác. Chính xác. Wow, tuyệt vời. Vâng. Thân Lê Nam là thế hệ 8X mà dạ. Mà nhắc tới không biết chắc là đi về luôn quá. Trời em nhớ Du mà. Nhóm nhạc D&D. Tuyệt vời. Xin được cảm ơn ca sĩ Quách Tuấn Du đã đến đây và đã giúp cho chương trình có một tiết mục biểu diễn rất là hay. Cảm ơn anh và xin chúc anh sẽ có nhiều bước tiến mới trong sự nghiệp của mình để mang đến cho khán giả thật nhiều những niềm vui được không ạ? Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn Du. Dạ cảm ơn. Quách Tuấn Du. Quách Tuấn Du. Quách Tuấn Du. Đi hẹn Du. Quách Tuấn Du. Bây giờ thì tôi xin được tổng kết điểm ở vòng thi này. Số điểm bây giờ của ba người chơi đã thay đổi rất là nhiều sau vòng thi thứ 5 vừa rồi. Người có số điểm cao nhất đã bứt phá thành công. Anh có thêm được 10 điểm ở sau vòng thi thứ 5 vừa rồi. Xin được chúc mừng cho diễn viên Lê Nam. Chúc mừng anh trai. Và bây giờ tổng số điểm của anh Lê Nam bây giờ đang là 20 điểm. Vâng, và anh Lê Nam đang ở vị trí dẫn đầu với 20 điểm. Với việc không trả lời được câu hỏi nào thì diễn viên Hoàng Phi đã tụt xuống vị trí thứ 2. Hoàng Phi đang có 19 điểm. Chúc mừng Hoàng Phi. Hữu Đằng đang là người có số điểm thấp nhất. Rất tiếc vòng này chúng ta phải chia tay với Hữu Đằng ở đây. Hôm nay bạn đến đây, cảm ơn Hữu Đằng rất nhiều. Bạn đã mang lại rất nhiều những tiếng cười cho khán giả và đặc biệt là cho tôi. Ngày hôm nay đến với game show cao thủ đối đầu tranh thủ thì một game show mới. Em lúc đầu em cũng không biết mình sẽ chơi ai, nhưng mà khi mà vô phòng makeup thấy toàn là người quen, toàn là những anh em nghệ sĩ chung với nhau, cho nên là em cảm thấy vui lắm. Với lại thêm anh MC Tuấn Tú quá là dễ thương, kết nối mọi người lại với nhau. Cảm ơn Hữu Đằng rất nhiều và bạn sẽ ra về với phần thưởng là 4 triệu đồng. Xin cảm ơn bạn. Dạ, xin cảm ơn mọi người. Vâng, và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng hai người chơi còn lại sẽ đến với vòng thi tiếp theo của chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Bây giờ thì xin mời hai người chơi chúng ta sẽ cùng xuống dưới kia để cùng tham gia game cướp cờ để giành lượt chơi dành cho mình cũng như là trả lời những câu hỏi mà chương trình đưa ra. Xin mời. Ở vòng thi này chúng ta sẽ có 5 hình để cho các bạn xem và ghi nhớ trong vòng 3 giây. Và sau khi xem kỹ 5 hình đó thì các bạn sẽ đưa ra câu trả lời sau khi tôi đặt câu hỏi. Và mỗi câu trả lời đúng của các bạn sẽ được 5 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với vòng 6 của chương trình Cao Thủ Ghi Nhớ. Và bây giờ hãy lấy cho tôi lá cờ màu nâu. Xin mời. Wow. Rồi. Được, tôi tính. Bởi vì bạn ấy chạm vào lá cờ đó trước. Màu nâu là lá cờ có số 5, tương ứng với câu hỏi số 5. Xin mời hình ảnh ạ. Nhìn kỹ nhá. Vâng, câu hỏi dành cho Hoàng Phi như sau. Trong hình ảnh sau đây, người tuyết có mấy cúc áo? Người tuyết có... hai cúc áo. Xin mời hình ảnh quay trở lại ạ. Xin được chúc mừng cho Hoàng Phi, hai cúc áo chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt cướp cờ tiếp theo. Lấy cho tôi lá cờ màu vàng. Tại sao anh Lê Nam lại không lấy cái má cờ mặc dù đang ở đây rồi? Tại anh biết không, tính để lên này cho nó đẹp nè, chụp nè. Chúng ta không cần đẹp, chúng ta quan trọng nhất là hiệu quả. Xin mời hình ảnh ạ. Thôi ạ. Đâu không phải là một loại phương tiện tham gia giao thông? Xe đẩy siêu thị. Và bây giờ xin mời Hoàng Phi sẽ xem lại hình. Xin mời. Ủa còn cái xe ngựa nữa đâu? Xe ngựa.
xe ngựa được tham gia giao thông mà. Vâng, chính xác, xe đẩy siêu thị. Vâng, còn xe ngựa ở một số nước chúng ta vẫn được tham gia giao thông nếu như được đăng ký. Lấy cho tôi lá cờ số 2. Xin mời hình ảnh ạ. 11, 23, 14, 38, 25, 21, 17, 22, 26, 29, 22. Thôi, có bao nhiêu cặp số có hai chữ số giống nhau? Bốn. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại hình ảnh. Xin mời. Chính xác. Lấy cho tôi lá cờ số 3. Xin mời hình ảnh ạ. 35. Bánh Doraemon. Sầu riêng, bông lan. Đây là loại bánh truyền thống ngày Tết. Bánh chưng. Xin mời. Trời ơi, bánh chưng luôn. Chính xác. Xin mời để lấy lá cờ số 4. Xin mời hình ảnh ạ. Vâng, hình những chú mèo rất là đáng yêu, nhìn kỹ nhá. Thôi, con mèo đội mũ len xuất hiện ở vị trí thứ 5, đúng hay sai? Đúng. Và đây sẽ là câu trả lời của tôi, xin mời hình ảnh. Đúng mà mọi người. Ở quê của em là nó bình thường mà gài hoa lên là gọi là nó len đó. 1, 2, 3, 4, 5 nè. Ngay chỗ luôn. Mời anh về chỗ. Vâng. Và rất tiếc anh đã không có được câu trả lời chính xác. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần tổng kết điểm dành cho hai người chơi. Bây giờ thì tôi xin được tổng kết điểm trong vòng thi vừa rồi. Thì Hoàng Phi đã là người chiến thắng và có mặt ở trong vòng thi thứ 7 với 34 điểm. Chúc mừng Hoàng Phi. Và bây giờ thì chúng ta phải chia tay với anh Lê Nam. Anh có 25 điểm và anh sẽ phải tạm biệt chương trình ở đây. Bây giờ thì rất là cảm ơn anh Lê Nam đã đến tham dự chương trình. Trước tiên thì cho gửi lời cảm ơn nhà sản xuất đã tạo ra một chương trình rất là vui, rất là bổ ích. Ôm lại kiến thức hồi xưa, lúc còn đi học mà bây giờ quên hết rồi. Kiến thức rộng lắm. Kiến thức hồi xưa rộng dữ lắm mà bây giờ thi cái tự nhiên kiến thức nó bị hẹp lại hay sao á. Nó bị hẹp luôn rồi. Nói chung là sau ngày hôm nay sẽ về ôn luyện lại để mai mốt mình tham gia những cuộc thi khác. Và cũng cảm ơn Tuấn Tú, lần đầu tiên làm việc với Tuấn Tú thì là một MC rất là dễ thương, đẹp trai, đáng yêu và kết nối cho bốn anh em mình chơi rất là vui nhộn. Người ta đuổi anh về hai lần mà anh vẫn cảm ơn người ta hả? Nói gì đi mà, mặc dù là có đuổi hai lần, dù xong cảm ơn MC Tuấn Tú đã làm cho anh em có một cái cuộc thi nó rất là vui vẻ, sôi động. Cảm ơn anh và anh sẽ ra về với phần thưởng trị giá là 6 triệu đồng. Và bây giờ thì chắc chắn rồi, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón người chơi cuối cùng. Đó chính là diễn viên Hoàng Phi đến với vòng thi tiếp theo của chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Vâng, và bây giờ thì xin được chúc mừng diễn viên Hoàng Phi, người xuất sắc nhất trong chương trình ngày hôm nay. Bạn đã là người chiến thắng rồi, nhưng nếu như để có được phần thưởng lớn của chương trình trị giá 20 triệu đồng, bạn sẽ phải chiến thắng ở vòng thi thứ 7 này. Ở vòng thi thứ 7 này có tên là Cao Thủ Đáp Nhanh và bạn sẽ vượt qua 7 câu hỏi của chương trình trong thời gian là 100 giây. Rồi, bạn phải trả lời đúng hoàn toàn 7 câu hỏi này thì bạn mới có được số tiền thưởng là 20 triệu đồng. Nếu như không trả lời đúng hết hoàn toàn, bạn sẽ ra về với 10 triệu đồng tiền thưởng. Và tôi chỉ chúc bạn là thật sự bình tĩnh thì chúng ta mới có thể chiến thắng ở trong vòng thi thứ 7 này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với vòng thi thứ 7 dành cho diễn viên Hoàng Phi. Bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng.
Đã có tín hiệu sẵn sàng của người chơi, chúng ta sẽ cùng đến ngay với cao thủ đáp nhanh. Câu hỏi đầu tiên, kể tên một điệu nhảy nổi tiếng của Michael Jackson. Moonwalk. Làng tranh dân gian Đông Hồ nằm ở tỉnh nào? Làng tranh dân gian Đông Hồ. Năm 2023 là lần thứ mấy Campuchia đăng cai tổ chức SEA Games? Lần thứ 3. Nhà thờ Đức Bà Paris là tác phẩm của đại văn hào nào? Victor Hugo. Đất nước nào tận dụng đốt rác để phát điện, xây bãi chôn rác ngoài khơi đầu tiên trên thế giới? Nhật Bản. Chương trình nào được vinh danh chương trình giải trí ấn tượng VTV Award 2022? Ký ức vui vẻ. Trong lễ cưới Ấn Độ, nghi lễ cô dâu ném gạo qua đầu mang ý nghĩa gì? Sư ta. Làng tranh dân gian Đông Hồ nằm ở tỉnh nào? Nằm ở tỉnh... Cố lên, 2-3 giây. Nằm ở tỉnh... Cố gắng lên. Không phải Từ Liêm. Thanh Hóa. Và thời gian đã hết rồi. Chúng ta đã nghe được tất cả những đáp án mà Hoàng Phi đưa ra. Thì tôi sẽ giải đáp ngay bây giờ. Vâng, đầu tiên kể tên một điệu nhảy nổi tiếng của Michael Jackson. Bạn nói là Moonwalk, đúng không ạ? Dạ. Yeah. Và đó là câu trả lời. Chính xác. Yes. Cái điệu nhảy đó phải là bước giật lùi nhảy đúng không ạ? Đấy, đúng rồi. Điệu nhảy đó là Moonwalk. Hoặc là còn có những cái điệu như là The Spin, đúng không ạ? Hay là The Slider and Gilded. Rất là nhiều các điệu nhảy của Michael Jackson, nhưng bạn đã nói đúng một điệu là Moonwalk rồi. Tiếp theo là câu nhà thờ Đức Bà Paris là tác phẩm của đại văn hào nào Victor Hugo, và đó là câu trả lời. Chính xác, bạn đã có câu trả lời đúng. Tiếp theo là làng tranh dân gian Đông Hồ nằm ở tỉnh nào? Câu trả lời là... Dân gian Đông Hồ phải nằm ở... Bắc Ninh. Bắc Ninh, trời ơi. Không phải là Thanh Hóa được. Lúc đấy tôi thấy hình như là bạn cũng đã có Từ Sơn à, hay là sao? Em đang liệt kê một số tỉnh ở xung quanh Hà Nội. Mình cứ nghe tranh Đông Hồ mà mình quên mất là nó nằm ở khúc nào. Trời ơi. Năm 2023 là lần thứ mấy Campuchia đăng cai tổ chức SEA Games? Bạn trả lời là lần thứ 3. Và đó là câu trả lời không chính xác. Đó là lần đầu tiên của Campuchia. Đất nước nào tận dụng đốt rác để phát điện, xây bãi chôn rác ngoài khơi đầu tiên trên thế giới? Bạn trả lời là Nhật Bản. Nhưng cái câu mà bạn lăn tăn ấy, đó chính là Singapore. Chính xác, một đất nước rất là sạch sẽ, đúng không ạ? Chương trình nào được vinh danh chương trình giải trí ấn tượng VTV Award 2022? Đó chính là chương trình Cuộc Hẹn Cuối Tuần với nghệ sĩ Đen Vâu. Câu hỏi cuối cùng, trong lễ cưới Ấn Độ, nghi lễ cô dâu ném gạo qua đầu mang ý nghĩa gì? Bạn nói là trừ tà, không phải là phương án chính xác. Đó chính là thể hiện sự biết ơn của cô dâu đối với cha mẹ và là lời tạm biệt cha mẹ để đi lấy chồng. Vâng, bạn có thể chia sẻ một chút cái cảm xúc lúc này được không? Thật ra đây là một cái trò chơi mà cái lượng kiến thức nó rất là rộng, và nó là một cái cơ hội để cho những cái người nghệ sĩ tham gia ở đây cũng như là quý vị khán giả được sàng lọc lại một lần nữa những cái kiến thức mà mình tưởng như là mình nhớ nhưng mà thật ra mình đã quên mất tiêu rồi. Và ngoài ra mình còn có cơ hội để nạp thêm những cái kiến thức mới, những kiến thức mà mình tin chắc là nó sẽ rất hữu hiệu trên cái con đường sắp tới của mình, ví dụ như là những cái thông tin về tranh hay gì đó. Đó là những cái thông tin rất bổ ích mà em được biết ngày hôm nay, và em cảm thấy rất vui. Vâng, và đó cũng là một cái cách để chúng ta khẳng định được rằng kiến thức của chúng ta đang ở đâu và mình cần phải ôn luyện ở những cái điểm gì nữa, đúng không? Kiến thức là vô bờ bến mà. Nhưng hôm nay thì tôi thấy rằng bạn cũng là một người chơi hết sức bình tĩnh rồi, và bạn cũng đã sử dụng tất cả những kiến thức mình có để có thể trả lời những câu hỏi của chương trình. Bạn cũng là một người chơi xuất sắc. Một lần nữa xin được cảm ơn Hoàng Phi đã đến với chương trình. Bạn đã mang cho chúng ta những giờ phút thật là vui. Chúc cho Hoàng Phi sẽ đạt được những ước mơ ở trong tương lai của mình. Cảm ơn Hoàng Phi rất nhiều. Xin mời. Vâng anh. Vâng, và chắc chắn rồi, Hoàng Phi sẽ ra về với phần thưởng là 10 triệu đồng. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình Cao Thủ Đối Đầu Tranh Thủ. Kính thưa quý vị, và chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3 vào lúc 21 giờ 15 phút. Chính vì vậy, quý vị khán giả hãy bật TV lên và xem chương trình của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!
chung.